Everybody, welcome back to the BU family. Today we'll be going to have an opportunity to tour a 100-acre ranch. Xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quay lại với gia đình bé Ú. Hôm nay chúng ta có cơ hội để tham quan 100 mẫu trang trại chăn nuôi gia súc ở Mỹ. This place is about 110 miles from Houston, just outside of Victoria. Chỗ này cách Houston khoảng 110 miles, gần Victoria. So please come join us. Xin mời cả nhà cùng xem nhé. That's a beautiful sunset. Also a perfect place to end our video clip here. Thank you so much for watching and supporting our channel. Một hoàng hôn rất tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ. Xin hẹn ngày tái ngộ. Xin chào. Bye bye.